Đề 23, câu 1. Hai bến sông A và B cách nhau 56 km. Một xuồng máy dự định đi xuôi dòng từ A đến B rồi trở về về A với thời gian là 4,8 giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 4 km/h và vận tốc của xuồng so với nước luôn không đổi. Xem như đoạn sông AB là thẳng và xuồng luôn nằm trên đường thẳng AB. Câu A, hãy tính vận tốc của xuồng so với nước. Câu B thì thực tế lúc quay trở về khi chỉ còn cách A đúng 12 km thì xuồng lại bị hỏng máy và trôi theo dòng nước. Biết thời gian sửa máy là 15 phút và sau khi sửa xong thì xuồng máy tiếp tục đi với vận tốc cũ. Tính thời gian đi và về của xuồng máy trong trường hợp này. Câu A, chúng ta có là khi xuồng đi xuôi dòng nước. Xuồng đi xuôi dòng thì chúng ta sẽ có cái thời gian thì gọi là đi xuôi là T1 nha. Sẽ bằng cái quãng đường AB chia cho vận tốc đi xuôi. Mà cái vận tốc đi xuôi á chính là bằng vận tốc của xuồng cộng với lại vận tốc của dòng nước. Dòng nước là theo đề bài là cho 4 km/h. Đó. Rồi AB chúng ta có thể thay vào luôn, đó là bằng 56 chia cho V cộng 4. Rồi. Khi xuồng đi ngược dòng nước, khi xuồng đi ngược dòng nước. Đấy. Thì cũng tương tự như vậy nhưng mà lúc này là đi ngược thì chúng ta sẽ lấy cái quãng đường chia cho vận tốc. Vận tốc lúc này sẽ là vận tốc của xuồng trừ đi vận tốc của nước. Đó. Như vậy sẽ bằng 56 trên V trừ 4. Và theo đề bài cho thì tổng thời gian đi xuôi và đi ngược đó là bằng 4,8 giờ. Như vậy ta sẽ có phương trình là 56 trên V cộng 4 cộng với 56 trên V trừ 4 là bằng 4,8. Đó, và từ đây chúng ta sẽ tính ra được V là bằng Trừ cho 76,8 bằng 0. 4,8 V bình trừ 112 V, 76,8 bằng 0. Vậy suy ra hai nghiệm sẽ là gì? Bằng 24 và V bằng trừ 2/3. Thì đương nhiên chúng ta sẽ loại cái nghiệm âm đi. Đấy, như vậy vận tốc của xuồng sẽ là 24 km/h. Câu B thì chúng ta sẽ tính cái thời gian đi và về. Thì thời gian đi thì đơn giản rồi. Thời gian đi tại vì chúng ta đã có cái vận tốc của thời gian đi thì mình gọi là T1 đây ha. Đó, T1 thì chính là bằng 56 chia cho V cộng 4. Đó, tức là 24 cộng 4 là 28. Như vậy chúng ta có 2 giờ thời gian đi nè. Bây giờ là thời gian đi về. Thời gian về. Thời gian về thì chúng ta thấy là khi mà đi chỉ còn cách 12 km thì xuồng sẽ bị hỏng đúng không? Như vậy chúng ta tính cái thời gian mà trước khi mà xuồng bị hỏng ấy thì chúng ta có T2 là quãng đường nó đi được là bao nhiêu, 56 km mà còn cách cái bến A 12 km thì mình trừ ra, trừ 12 ra và mình chia cho cái vận tốc mà nó đi ngược, thì ngược thì sẽ là V trừ 4, tức là 24 trừ 4. Đấy. Vậy chúng ta sẽ có là 44 mà chia cho 20 thì sẽ bằng là 2,2 giờ. Đó, 2,2 giờ là bắt đầu đến cái điểm mà nó bị hỏng. Bây giờ khi xuồng nó hỏng rồi thì nó sẽ trôi theo dòng nước, đúng không nào? Đấy, khi xuồng bị hỏng thì sẽ bị dòng nước nó trôi ngược lại. Đấy, nó sẽ trôi theo với vận tốc. Vận tốc của đúng bằng vận tốc của dòng nước luôn, tức là bằng 4 đấy, km trên giờ. Như vậy cái quãng đường này, mình gọi là S phẩy đi, quãng đường mà nó trôi ấy, đó chính là trong 15 phút thì mình lấy là 4 nhân với 15 phút đổi ra giờ là bằng 1/4. Đấy, như vậy là 1 km. Như vậy nó trôi ngược lại 1 km. Như vậy lúc này nó sẽ cách cái bến A là 13 km. Tại vì đang 12 km nhưng hỏng xuồng và trong thời gian sửa nó bị trôi ngược lại 1 km. Đó, như vậy thì suy ra cái quãng đường mà nó phải đi lúc này để về đến bến A là 13 km. Và cái thời gian gọi là T3 đây ha, T3 thì sẽ là bằng S tầng 13 km chia cho vận tốc đi ngược, tiếp tục là vận tốc đi ngược. Đi ngược thì sẽ là 24 trừ trừ 4. Đấy, 24 trừ 4 là 13 chia 20 thì nó sẽ là 0,65. Đúng không? Đấy. 0,65.
giờ. Đó. Không phải 65 giờ. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là tổng cộng cái thời gian mà cái xuồng này đi. Tổng cộng thời gian đi và về là chúng ta sẽ cộng hết vào game, thời gian đi là 2 giờ nè. Thời gian đi ngược lúc mà chưa bị hỏng máy là 2,2 giờ nè. Rồi sửa máy mất 1/4 giờ nè. Và sau khi sửa thì đi mất thêm 0,65 giờ nữa. Thì tổng cộng nó sẽ là bằng 5,5 mấy các em, 5,1. À, 5,1 giờ.